Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty chuyên về các dịch vụ làm đẹp bằng các dòng máy hiện đại nhất, đời mới nhất, phục hồi sự trẻ hóa của da chỉ sau một lần trị liệu. Ngoài ra, Cindy Sydney Beauty cũng chuyên nhận tư vấn và cung cấp tất cả các dòng máy làm đẹp cho các beauty salon với giá cực kỳ hợp lý, chuyên cung cấp sỉ lẻ các dòng mỹ phẩm tốt nhất. Salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học beauty và các lớp chuyên biệt nâng cao. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số 0481 944 506. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Kiều Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Mỗi Ngày Một Chuyện của chúng tôi. Và kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị câu chuyện về lễ hội Nhi Đồng, tức là Children Festival, một trong những cái lễ hội rất là phổ biến vào thời tiền đại dịch, có nghĩa là vào những năm trước 2019. Nhưng kể từ năm 2020 và 2021, khi mà dịch bệnh bùng phát tại Úc Châu và đặc biệt là tại tiểu bang New South Wales, thành phố Sydney đã bị phong tỏa rất nhiều lần, thì tất nhiên là những cái hoạt động như thế này đều đã bị gián đoạn. Và sau khi đại dịch đã đi qua, năm nay 2022, Children Festival đã một lần nữa trở lại với chúng ta. Và để tìm hiểu xem lễ hội Nhi Đồng năm nay có những gì khác so với thời tiền đại dịch COVID-19, thì Kim Hoàng đã mời được phỏng vấn đặc biệt đối với ông Nguyễn Văn Thuốc, trưởng ban tổ chức lễ hội Nhi Đồng này trong rất nhiều năm vừa qua. Con kính chào chú Thuốc. Dạ, xin chào cô Kim Hoàng và kính chào quý khán giả của Face TV. Vâng, rất lâu rồi mới có cơ hội được làm việc với chú và qua màn hình ngày hôm nay thì cũng được biết sức khỏe của chú cũng rất là khả quan, mặc dù chúng ta đã trải qua nhiều năm rất là khó khăn vì đại dịch. Và vì cái sức khỏe khả quan đó mà chú lại tiếp tục đóng vai trò là trưởng ban tổ chức của một cái lễ hội Nhi Đồng mà cháu nghĩ rằng nó tốn rất là nhiều thời gian để chuẩn bị. Và để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, ban tổ chức của mình có gặp nhiều khó khăn gì hay không thưa chú? Vâng, cô Kim Hoàng đặt một câu rất là hay là vì sau đại dịch thì có nhiều vấn đề mới lắm. Vấn đề thứ nhất là cái vấn đề tâm lý của bà con mình đó, là ai cũng đông ra thận trọng dè dặt hết. Thành ra là cái điểm đầu tiên mình phải lưu ý là vấn đề tâm lý. Thứ hai là vấn đề vận động tài chính. Thì đại dịch đã tạo ra nhiều cái khó khăn kinh tế cho mọi thành phần, kể cả những cái người bảo trợ hay là những anh chị em phụ giúp thì đều phải lo vấn đề cơm gáo ở gạo tiền cả, nên cái vấn đề vận động tài chính cũng khó khăn. Rồi cũng vì cái làn đại dịch thành ra những cái thủ tục của chính phủ họ cũng chặt chẽ hơn để nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Nên có thể nói là có rất nhiều thử thách so với thời gian trước. Cái tâm lý người ta ra dè dặt hơn. Thứ hai là xin tiền khó hơn. Thứ ba là thủ tục là nhiều khê hơn. Nhưng mà bao nhiêu khó khăn vẫn không ngăn được cái mong muốn mở một cái lễ hội Nhi Đồng mà tâm huyết của chú với lại những người trong ban tổ chức đã dành cho cái lễ hội này trong rất là nhiều năm qua. Kim Hoàng nhớ không lầm là chúng ta cũng đã tổ chức liên tục hơn 10 năm rồi, mặc dù là bị gián đoạn. 24 năm rồi cô Kim Hoàng ơi. 24 năm, một cái thời gian nó quá lâu. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng không ngờ là cái lễ hội nó được kéo dài đến như vậy. Và chắc chắn là với vai trò là người đứng đầu của cái lễ hội này trong suốt 24 năm vừa qua thì chú cũng mong là cái lễ hội năm nay 2022 nó cũng phải thành công rực rỡ như là những cái lễ hội vừa qua, phải không thưa chú? Đúng vậy, nhưng mà tôi xin nói thêm là không phải là một lễ hội. Chúng tôi đã tổ chức ở 3 nơi là Sydney, Bankstown và Campbelltown. Chứ không phải là chỉ tổ chức một lễ hội thôi. Bắt đầu là 24 năm trước thì chỉ tổ chức ở Bankstown, nhưng mà sau đó thì lan rộng ra nhiều nơi và hiện thời thì đang tổ chức tại trung tâm thành phố Sydney, tại Bankstown và tại Campbelltown. Và lần này thì dĩ nhiên là cũng có một số cái điểm đáng phấn khởi.
Cái phấn khởi đầu tiên đó là ban đầu thì là những người trong ban tổ chức sẽ băn khoăn là e là sẽ không có nhiều cái cộng đồng văn hóa tham gia như là hồi trước. Nhưng mà lạ lùng thấy là cô Kim Hoàng của quý vị tưởng tượng là bây giờ là cái số đoàn thể đó nó nhiều hơn là cái thời giờ của mình có, phải không? Mà mình chỉ có một sân khấu thôi. Bây giờ phải năn nỉ để bớt giờ xuống và năn nỉ thôi để hẹn cái lễ hội sau. Tôi cũng biết là cái gì hết. Thì lần sau đó. Nhưng mà tôi thấy lạ là bây giờ người ta các nhóm thiếu nhi là ghi tên quá trời quá đất Dạ, có lạ. lẽ là bởi vì 2020 và 2021 tất cả những các hoạt động của các em đều bị ngưng hết, cho nên những người huấn luyện, những thầy cô cũng mong muốn có được cái cơ hội này để các em có thể làm quen trở lại với cái sinh hoạt cộng đồng. Và vì vậy mọi người nô nức tham gia hơn là so với trước đây. Riêng với cộng đồng người Việt, thưa chú, thì chúng ta có nhiều tiết mục đặc biệt trong cái lễ hội lần này hay Thì không? xin thưa là cái người Việt thì có thể nói là giữ vai trò nòng cốt trong cái vụ này, nhưng mà nòng cốt về tổ chức, chứ còn cái chuyện mà trình diễn trên sân khấu năm nay là có nhiều cái cộng đồng mà tôi thấy rất là thú vị. Mà tôi ví dụ như là Ukraine có tới hai đoàn Ukraine và có hai đoàn Nga nữa nha. Không biết là trong cái ngày 26 tới tháng 6 tới thì cái phái đoàn Ukraine và cái phái đoàn của Nga có xảy ra một cái cuộc chiến nào như là Không, đang diễn tôi không ra nghĩ tại là xảy ra Ukraine cuộc và tại chiến Nga đâu, hay không? tại vì cái chủ trương của chúng tôi đó là tạo cái sự hòa hợp, sống vui vẻ, chơi với nhau, playing together and living in harmony. Thành ra là tôi không nghĩ là có chuyện xảy ra, chẳng những có Ukraine, có Nga, có cả Trung Quốc, có cả Ấn Độ nữa. Thì nói chung là những cộng đồng mà lớn lớn ở đây, đông người ở tại quanh Sydney này là đều có. Vài đồng có Scottish, Vietnamese, rồi dù cũng đồng khác Indonesia, rồi cũng tung á. Tổng cộng thì cũng khoảng là hai mươi mấy cộng đồng văn hóa khác nhau, và số đoàn thể tham dự thì cũng là ngót 40. Thì chúng tôi rất là phấn khởi, đó là cái điều lạ lùng. Cái lạ lùng thứ hai nữa là chúng tôi cũng thấy may mắn là bây giờ là còn đúng 10 ngày nữa. Thì tin thời tiết cho biết là bữa đó không mưa. Cái đó là quan trọng cuối cùng. Bởi vì tổ chức ngoài trời mà cô Kim Hoàng cũng bị tưởng tượng mưa thì còn làm được cái gì nữa. Hồi hồi mấy tháng trước rồi cô thấy hồng mưa mưa quá trời quá đó, người ta nói là La Nina gì đó, La Nina thứ nhất, La Nina thứ hai, La Nina thứ ba vậy đó. Rồi tôi cũng run quá sớ, không biết là kỳ này thôi chắc là mắc nợ chết luôn. Nhưng mà cách nay hai ba bữa thì lại tiên đoán là bữa đó trời không mưa mà trời nắng và được 17 độ. Vậy thì còn gì là tốt bằng. Thì tóm lại Có là nghĩa chúng ta là thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đang có đã đạt đủ ba yếu tố đó. đúng là mừng quá, là số người, số các đoàn thể tham dự thì rất đông, đông đến nỗi là phải năn nỉ là làm ơn bớt 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 trình diễn lại, thay vì 15 phút bây giờ làm ơn chừng còn 7 phút thôi, một tiết một thôi chứ không phải là được hai. Và mừng cái thứ hai là thời tiết lại là tốt quá cỡ. Thành ra là tốt, tôi nói là tốt vì mùa đông á, mùa đông mà được nhẹ nhất là trong những cái tháng vừa rồi, cô Hoàng thấy không, mưa quá cỡ, mưa ngập lụt từ Queensland xuống tới đây, rồi xuống tới Victoria nữa. Bây giờ được mấy ngày nắng, bây giờ mấy bữa nay đã nắng là các bạn đã khô rồi, cũng đỡ rồi, mà tuần tới nắng nữa thì thiệt là không còn gì mừng bằng. Như vậy thì thưa chú, để mà khán giả của Việt Pay TV có thêm chi tiết để họ có thể cùng tham gia, thì không biết là năm nay mình Kim Hoàng được biết là mình sẽ tổ chức vào ngày 26 tây tháng 6, nhưng mà cái địa điểm gần như là có sự thay đổi, nó khác với những cái địa điểm của những cái năm 2018 và Đúng không? Đúng 2019 rồi. phải Thì không các ạ? năm trước là chúng tôi tổ chức ở tại cái park, ở cái công viên ở gần Sokolaki á. Nhưng mà từ một hai năm nay cái chỗ đó họ lại để dành ra để họ sửa chữa lại, rồi họ muốn làm cho nó khang trang hơn nữa. Là chúng tôi lâm thời là tổ chức ở một cái park cũng đẹp, nhưng mà cái vị trí thì không có trung tâm gần Sokolaki. Cái này nó nằm ở ngay trước cái chỗ mà chắc là nhiều người biết mà có, hoặc là có nghe rồi, tức là The Star Sydney Casino đó. Thì ngay chỗ cái The Star đó nhìn ra trước có một công viên rất là đẹp nằm cạnh bờ biển đó, nó gọi là, nó kêu là Pyramid Bay Park, rất là đẹp, từ đó nhìn ra Barangaroo á, rất là đẹp lắm. Nhưng mà cái đó thì nó không bằng cái Sokolaki là vì nó không có cái vị trí trung tâm,
Không, nó cũng có đường xe lửa, đường xe bus, xin lỗi là đường light rail, tức là muốn đi đến đó thì bà con phải đi tới ga Central rồi bón cái light rail đó, là đi tới tới cái là star hoặc là đi xe bus, đi cách nào cũng tới, tới ngay cái bạc đó, nó gần hướng cái bạc Như nó vậy gần, là nó gần, nó nằm ngầm gần khu vực của Darling Harbour. Nó là Darling Harbour, Nó rất là nó gần nằm ở trong, nó nằm ngay Chinatown trong địa lý. Darling Harbour, cái kế bên nó có cái chữ bản Darling Harbour. Thì cái bạc này nó không phải là thuộc sở hữu của thành phố Sydney mà thuộc của cơ quan quản trị Darling Harbour. Mình đã bởi vì vậy thôi mà cái thủ tục nó lại càng nhiều khê. Cái mình tổ chức ở bang sao hay là Campbell Sao thì nó dễ lắm, bởi vì là local council đó. Thành ra là cái luật lệ tuy là có nghiêm khắc nhưng mà cũng còn có chút linh động. Còn thành phố Sydney là đã khó rồi mà cái Darling Harbour này lại còn khó hơn nhiều nữa. Nó đòi hỏi nhiều thứ mình thấy không thể tưởng tượng được. Tôi thấy ví dụ như cô qua cái quan tưởng tượng là mình lái xe chở đồ tới thì không phải là được quyền tự do chạy vô cái bạc đó mà phải đến đứng ngay cái điểm hẹn đó rồi xong đợi cái người áp tải mình vô, là mình phải báo trước tài xế là tên gì rồi mobile phone sao, cái xe màu gì hiệu gì số rồi vô rồi sao cái vậy đó, áp tải vô tới chỗ trả tiền cho họ, cái vấn đề đâu là trả tiền cho họ, thành ra là lại thêm tốn tiền nữa. Đó là một cái thí dụ thôi. Cái Nghĩa là cũng mình sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm, dĩ nhiên là những cái khó khăn là mình trải qua thì nó sẽ tạo cho mình có thêm kinh nghiệm, và tất cả những cái yêu cầu của hội đồng thành phố địa phương thì nó cũng nhằm mục đích là tạo cái sự an toàn cho tất cả những người tham gia cái lễ hội ngày hôm đó mà thôi, cho nên đúng chúng rồi, ta bắt nhưng mà tôi buộc nói phải cái bạc này nó không đủ. phải là thuộc của hội đồng thành phố Sydney mà là thuộc của cơ quan quản trị Darling Harbour, thành Và ra cái là thời gian nó diễn ra sẽ như thế nào thưa chú? vâng thì lễ hội sẽ bắt đầu lúc 11 giờ và sẽ có cái chương trình văn nghệ rất là nhiều màu sắc với rất là nhiều tiết mục, có thể nói là quá nhiều tiết mục của khoảng chừng hơn khoảng 30 nhóm cộng đồng văn hóa khác nhau trình diễn liên tục, trình diễn trên sân khấu rồi xong rồi có những cái trò chơi ngoài đời mà năm nay lại thú vị nữa là tôi mời tổng hội sinh viên Việt Nam New South Wales tham dự. Thì mấy lần trước thì là anh em đó họ tham gia 20-30 người, tôi cũng làm mừng lắm rồi. Không, bây giờ họ đưa tôi con danh sách 70 Như vậy chắc người. thành phần ban tổ chức với lại thành phần khách mời tham dự nó là đông hơn tất cả những cái người khách vãng lai nữa Không, đó. làm sao mà đông mà có phát lai được, là vì mình phải hy vọng là khách đến đi đi lễ hội đông hơn chứ. Còn cái thành Như vậy phần thì khán giả của Vietfay TV thưa chú, nếu họ muốn tham dự cái lễ hội này nó có điều kiện gì hay không? không mở cửa tự do vào cửa, chúng tôi có bao giờ thu vé bán vé gì đâu, thành ra là mở cửa nó là pre entry thì cứ việc vào thôi, rồi lúc nào có việc thì đi ra, là lúc nào có mất việc là đi vô lại. Thì lễ hội là pre entry và bắt đầu từ 11 giờ cho tới khoảng 4 giờ với các tiết mục trình diễn trên sân khấu, các trò chơi, đặc biệt là các em sinh viên rồi các em hướng đạo, một số các em thanh niên khác là sẽ điều khiển những cái trò chơi, ví dụ như là nhảy bao bố hay là kéo dây vẽ mặt rồi chơi với dù rồi thổi bong bóng cũng thứ chuyện, rồi chúng tôi có thuê được cái trại gia súc tới để cho mấy em, nhất là mấy em ở thành phố đó có cơ hội làm quen với con này con kia, rồi xong đi castle rồi gọi là challenge obstacle course, tức là mình mấy đứa nhỏ nó chạy tập qua vượt qua các chướng ngại đó, cái này toàn là những trò chơi không, nói chung là vui mà. Thì cái lễ hội sẽ là vào cửa tự do, có tất cả là 5 cửa tự do, thành ra là bà con có thể đến lúc nào cũng được trong khoảng từ 11 giờ tới 4 giờ, và đặc biệt nhất là lúc 1:30 là cái tiết mục mà nổi bật nhất là cái tiết mục diễn hành của các em đó, các đoàn thể, các cộng đồng văn hóa mặc cái quốc phục truyền thống của họ đó thì đẹp lắm. Không, mình thấy mấy nhỏ nó dễ thương đó, mặc cái quốc phục hết sảy ai cũng khen cái đó. Cái đó là cái công nhiều nhất, tại vì mỗi một cái phái đoàn họ đều có chuẩn bị những cái trang phục riêng của họ, chẳng hạn như phái Vâng. đoàn người Việt thì Kim Hoàng chắc chắn là những cái bộ áo dài sẽ Đúng được rồi. sử dụng trong ngày hôm đó, và còn nhiều cộng đồng khác nữa thì nó mới tạo ra được cái văn hóa đa nguyên của nước Úc, và đó có lẽ là cũng là cái thành công vượt bậc của lễ hội Children Festival liên tục trong 24 năm vừa qua, khi mà ban tổ chức luôn luôn là người đồng hành và cũng là người đã connect, có nghĩa là đã
có một cái sự liên kết giữa tất cả các cộng đồng lại với nhau thì chúng ta mới có được một cái lễ hội mà mọi người mong chờ. Và chắc chắn là năm nay thì ngoài số lượng quá đông đảo của những người tham gia thì số lượng khách tới Kiều Hòa nghĩ rằng nó cũng sẽ rất đông, không những là từ khán giả Việt Pay TV mà từ khắp mọi cộng đồng khác, bởi vì đây là cái sự chờ đợi khá lâu rồi mới có thể được cùng nhau thực hiện, thưa chú. Vâng, tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng mà với cái vị trí của cái chỗ này nó không bằng cái chỗ Serpollari đó. Thì hoặc là ước mong là nhờ Vietplex TV rồi bà con có xem Vietplex TV sẽ giúp cổ động dùng để cho nó đông luôn hơn. Và quan trọng nhất là tất cả trẻ em khi đến tham dự có rất là nhiều những cái trò chơi, giống như chú vừa liệt kê những cái trò chơi dân gian như là nhảy bao bố nếu mà ở nhà, hoặc là đi học cũng không có cơ hội để tham gia, và đây có thể là sẽ là cái trải nghiệm rất Nó là nhảy bao mới. bố đó là cái cảnh đó, hơn 20 năm về trước. Bây giờ mới bàn tổ chức mới mua mấy cái bao đẹp lắm cô ơi, bao tôi thấy tôi cũng muốn nhảy nữa đó, cái bao nó nhiều bao chứ không phải là bao bố nữa đó. Cái bây giờ 20 mấy năm sau thì nó thay đổi nhiều lắm, ngay cả cái vụ mà trò chơi kéo dây đó là hồi trước là tôi cứ dùng cái dây của Hướng Đạo dùng đó, bây giờ tôi mua sợi dây nó mềm lắm, mấy em nó thích cái dây của Hướng Đạo rồi nó cứng. Thì nói chung là có nhiều cái sự cải tiến lắm. Dạ, thưa chú, trước khi chúng ta chấm dứt chương trình đặc biệt này thì không biết là chú có những gì muốn gửi đến cho tất cả quý khán giả của Việt Pay TV để mà một lần nữa lôi kéo mọi người đến tham dự cái lễ hội Children Festival vào ngày 26 tháng 6 sắp tới hay không ạ? Dạ vâng, thì tôi cũng xin được thưa là sau 2 năm phải ngưng ngưng trệ là vì mạng dịch đó, thì bây giờ là cái lúc nó cũng đỡ đỡ rồi đó. Thì xin mời quý vị, quý anh chị em, bà con, cô bác dành chút thời giờ, mà bữa đó trời nắng ấm đẹp nữa, còn cũng mưa, dành thời giờ đi đó thay đổi không khí, trước là ngoạn cảnh, sau là ghé vô lễ hội thiếu nhi đa văn hóa để mình khỏi phải đi nước này nước kia. Bây giờ mình đi Ukraine không đi được nữa đó. Mà đi Nga cũng không đi được, bây giờ mình nhân cơ hội là mình được coi những cái đoàn ngũ rất là xinh xắn của mấy em thiếu nhi đó, là mặc trang phục, nhiên là lên múa thì nó mặc đồ rất là đẹp. Em nào cũng là tập công phu và em nào cũng tươi rói, cười tươi đó. Thành ra là rất là thú vị, coi phải khỏi phải đi du lịch xa nguy hiểm. Mình thưởng thức những cái tiết mục đó, và đồng thời cũng là thế nào, tức là có sự gặp gỡ quen biết, mình biết cái sự phong phú của đời sống tại nước Úc, một cái nước Úc đa văn hóa, và mình thấy quý mến cái mà chúng ta đang có hơn, và do đó là chúng ta sẽ tôn trọng nhau hơn và vui vẻ nhau hơn để chúng ta có một cái đời sống hài hòa tại nước Úc. Rất cảm ơn những thông tin của chú Nguyễn Văn Thuốc cho chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị khán giả, thông tin chi tiết về lễ hội Children Festival Kim Hoàng đang cho chạy trên màn hình. Rất mong sẽ gặp được quý vị khán giả của Việt Pay TV vào ngày 26 tháng 6 sắp tới tại Darling Harbour. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Xin chào chú. Xin cảm ơn cô Kim Hoàng, xin chào quý khán giả của Việt Pay TV.